Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 10, đồng chí Giàng Páo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Đồng Nàng, huyện Tam Đường. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tào Văn Giót, đại biểu Quốc hội khóa 15, Bí thư huyện đoàn Tam Đường, đại diện một số sở ban ngành tỉnh. Sự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Đường và đại diện lãnh đạo xã Nùng Nàng cùng 40 cử tri đại diện nhân dân 7 bản xã Nùng Nàng. Sau khi nghe đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nùng Nàng báo cáo kết quả kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm xã Nùng Nàng, đồng chí Tào Văn Giót, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh với cử tri về thời gian tổ chức và các nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Cử tri xã Nùng Nàng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội, các ý kiến tập trung phản ánh các nội dung về đất đai, đường giao thông. Kiến nghị hiện nay bản Phan Chu Hoa đang nằm trong quy hoạch nên người dân không được xây dựng, sửa chữa nhà ở và các công trình phụ trợ. Cử tri bản Phan Chu Hoa kiến nghị điện lực thành phố sớm chi trả bồi thường diện tích đất của người dân có đường dây điện kéo qua từ năm 2016. Cử tri bản Xấy San 1 kiến nghị xem xét đầu tư mở đường giữa hai bản Xấy San 1 và bản Nùng Nàng. Tuyến đường nội bản hiện nay chưa được đầu tư đường bê tông là đường đất đi lại khó khăn. Cử tri bản cũng mong muốn được cấp lại sổ đỏ đất nương đã bỏ hoang lâu năm cho người dân để phát triển kinh tế. Bảo hiểm xe máy bắt buộc nhưng không may xảy ra va chạm giao thông thì công tác chi trả bảo hiểm khó khăn. Kiến nghị sửa đổi mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non bán trú. Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện sở ban ngành tỉnh, đại diện huyện Tam Đường đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng chí Giàng Páo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, ghi nhận, tiếp thu và sẽ tổng hợp ý kiến kiến nghị một số nội dung đến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ hữu nghị với huyện Cơm San, tỉnh Trung Chơn Nam. Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Park Peo Min, huyện trưởng huyện Cơm San. Tỉnh Lai Châu và huyện Cơm San, tỉnh Trung Chơn Nam, Hàn Quốc ký kết hợp tác và thúc đẩy trao đổi hữu nghị vì sự thịnh vượng và phát triển chung dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Tỉnh và huyện sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động mua bán, quảng bá các sản phẩm đặc sản nông nghiệp. Hai bên sẽ cử bộ phận phụ trách thực hiện hiệu quả các nội dung của thỏa thuận để thỏa thuận đạt hiệu quả cao. Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu đánh giá cao đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và huyện Cơm San trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương tích cực phối hợp với chính quyền huyện Cơm San triển khai các nội dung hợp tác mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng đề nghị phía bạn phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm duy trì quan hệ hữu nghị, tăng cường triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, đào tạo nghề, giao lưu nhân dân, triển khai hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, quy trình, kỹ thuật trồng, sản xuất giống, phát triển vùng trồng và công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây sâm. Tích cực trao đổi, tiến tới ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phái cử lao động thời vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục đối với 7 nhà trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2024, hai đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã thực hiện đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục đối với 7 trường học trên địa bàn thành phố Lai Châu. Tại hội nghị đã công bố kết quả đánh giá ngoài các trường học trên địa bàn thành phố cụ thể như sau. Trường tiểu học Kim Đồng và trung học cơ sở Đoàn Kết được đánh giá đạt mức 3, đủ điều kiện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Phài, trường trung học cơ sở Quyết Tiến được đánh giá đạt mức 2, đủ điều kiện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Các trường mầm non Bình Minh, tiểu học Đoàn Kết đủ điều kiện đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trường mầm non Sùng Phài đủ điều kiện đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị của ngành giáo dục thành phố, chính quyền các xã phường, nhà trường cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời đề nghị thành phố, phòng giáo dục, các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, sự đầu tư của nhà nước để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, cải tạo cảnh quan, duy trì trường học xanh sạch đẹp, duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, giữ vững vị thế hàng đầu tỉnh của ngành giáo dục thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước và của tỉnh, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các mô hình sinh kế bền vững đã giúp đồng bào dân tộc Mông và Dao của xã vùng cao biên giới Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ có nhiều khởi sắc. Đồng bào tin tưởng, đồng thuận, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quốc phòng an ninh biên giới được giữ vững. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình hỗ trợ theo nghị quyết số 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Cũng như từ việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển, quảng bá du lịch dựa trên lợi thế về văn hóa, phong tục tập quán, khí hậu và vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, mà bản Xin Suối Hồ từ chỗ là bản nghèo. Những năm gần đây, nguồn thu nhập của các hộ gia đình đều tăng từ việc phát triển du lịch cộng đồng và bán các sản vật của địa phương. Hiện nay, điểm bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ có 20 hộ gia đình tham gia làm dịch vụ du lịch như homestay, bungalow và 6 hộ làm dịch vụ ăn uống. Có một hợp tác xã tiếp đón và phục vụ du khách với sức chứa trên 300 du khách trên ngày đêm. Trung bình mỗi năm đón trên 20.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Tổng doanh thu từ du lịch và buôn bán địa lan cho du khách hàng năm trung bình đạt trên 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 20 triệu đồng một người trên năm. Đối với nhà tôi thì cũng bắt đầu thì làm du lịch từ năm 2015 đến 2019, mà tuy nhiên cái thời điểm nữa thì cũng có nhiều cái khó khăn, ví dụ như là cái nhà cửa thì nó vẫn là nhà chưa có sơn bóng như này và cũng không được cái lượng khách, nó cũng không được tăng nhiều, cho là từ năm 2021 đến 2022 thì có cái nghị quyết của năm chính của tỉnh ấy, thì nhà tôi cũng được hỗ trợ để tu sửa lại một số cái trang trí lại cái nhà truyền thống, cái nhà cái tường và cái sân bóng lại cho nó đẹp. Tôi thấy là cái thời điểm mà được hỗ trợ nhà nước hỗ trợ xong ấy thì tôi thấy cái sự lượng khách mà nó tăng rất là nhiều, mà khách người ta rất là thích cái này. Thì nói chung là mình muốn phát triển để một bảng là trở thành cái khu du lịch, nói chung là cũng rất là kỳ công để tuyên truyền cho bà con. Thì vì cái thứ nhất là mình muốn làm được là nói chung là những người đứng đầu ở trung bảng là phải gương mẫu làm trước để cho bà con thấy, để cho bà con hiểu, thì lúc đấy thì mới dễ tuyên truyền cho bà con. Vì cái thứ hai là vì mình muốn để thu hút khách, là cái thứ nhất là mình cái gì cả là mình làm, mình cũng phải trồng, cố gắng để trồng cây, để giữ có cây quý này, trồng hoa, trồng điện lan tất cả thì nói chung là mới thu hút được khách. Trong phát triển kinh tế hộ gia đình, điển hình ở xã Xin Suối Hồ phải nhắc tới mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Lý Thị Pan, bản Sân Bay. Năm 2022, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ 32 triệu đồng, gia đình chị Pan đã đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn thương phẩm. Năm 2023, gia đình chị Pan đã xuất bán được 1,4 tấn lợn, cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Và dự kiến trong năm 2024, gia đình chị tiếp tục xuất bán 2,8 tấn lợn, thu nhập khoảng trên 200 triệu đồng. Gia đình tôi rất là cảm ơn Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ tôi nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi lợn. Tôi đã mua giống, xây dựng chuồng trại, mỗi năm xuất bán 2 lứa, khoảng 3 tấn lợn, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình của tôi. Những năm qua, từ các chương trình dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình hỗ trợ của tỉnh, xã Xin Suối Hồ được nhà nước đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ sở như thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm y tế.
Bên cạnh đó, nhiều hộ trên địa bàn xã được hỗ trợ về nguồn vốn, cây, con giống, vật tư, phân bón, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất một cách kịp thời. Đây là nguồn lực để người dân đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5-6%, xây dựng nông thôn mới đạt 10 trên 19 tiêu chí. Thời gian qua, cái bộ mặt cũng như là cái tỷ đời sống của bà con nhân dân trên này cũng có phần khá giả lên, và đặc biệt là các hộ nghèo thì cũng từ các chính sách đấy cũng đã dần dần tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống. Là ngoài các cái chế độ chính sách của tỉnh, của huyện, của trung ương thì các ủy chính quyền địa phương, thứ nhất là đưa các cái chương trình kế hoạch rồi là những cái phương hướng biện pháp vào cái nghị quyết, cái nhiệm vụ cụ thể, sử dụng các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là trong cái chăn nuôi, trồng trọt, rồi là tiếp tục mở rộng cái tiềm năng du lịch trên địa bàn xã để nâng cao cái đời sống vật chất cho bà con nhân dân trong tháng tới. Thời gian tới, xã Xin Xứ Hồ tiếp tục lồng ghép linh hoạt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như xây dựng nông thôn mới, cùng các chính sách hỗ trợ về vay vốn ưu đãi, y tế, giáo dục, sản xuất, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và người nghèo, nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của đồng bào. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện đã đồng bộ thông tin của hơn 436.000 người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong tháng 9, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho hơn 6.700 người, giải quyết cho hơn 200 lượt người hưởng các chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Trong tháng, cũng có 15 người hưởng mới lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong tháng cho khoảng 600 lượt người. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện quản lý và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị, đạt tỷ lệ trên 50%. Thực hiện nghị quyết số 04 ngày 17 tháng 2 năm 2021 của tỉnh ủy Lai Châu về bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 21 lớp truyền dạy văn hóa truyền thống, trong đó 13 lớp truyền dạy về ẩm thực, kỹ thuật tạo hình trang phục, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống với 381 học viên từ nguồn nghị quyết 59-2021. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác, toàn tỉnh cũng đã mở 8 lớp truyền dạy về nghệ thuật trình diễn dân gian, ngữ văn dân gian, trang phục với 221 học viên. Việc mở các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống và nghệ thuật trình diễn dân gian góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân, đồng thời nhằm bảo tồn, lưu giữ và làm giàu thêm kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nhằm góp phần khích lệ người cao tuổi phát huy phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, sống vui, sống khỏe, sống có ích, Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội Khỏe Người Cao Tuổi tỉnh lần thứ 20 năm 2024. Ghi nhanh của phóng viên Việt Đức, Gieo Ký. Hội Khỏe lần này có sự tham gia của hơn 120 vận động viên là người cao tuổi đến từ 6 đoàn, gồm Hội Người Cao Tuổi huyện Than Uyên, Mường Tè, Tân Uyên, Phong Thổ, thành phố Lai Châu và Hội Người Cao Tuổi tỉnh. Tại Hội Khỏe, các vận động viên thi đấu 4 môn gồm cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi và cờ tướng. Đây là sân chơi bổ ích nhằm đánh giá chất lượng phong trào luyện tập thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp các hội viên có cơ hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tại Hội Khỏe, các vận động viên đã thi đấu hết mình, vui vẻ cống hiến những trận đấu hay, không kém phần hấp dẫn. Tỉnh hàng năm có tổ chức giải để anh em người cao tuổi là giao lưu học hỏi. Thế thì cái vấn đề nâng cao cái sức khỏe là cái chủ yếu, thế còn về cái thua thắng thì cái tuổi cao nó cũng không quan trọng lắm. Đấy, thế cho nên là mà hai nữa là có cái sân chơi mà của tỉnh quan tâm đẹp như thế này thì đúng là chúng tôi không biết nói câu gì nữa. Cái tổ chức của tỉnh rất phấn khởi. Đoàn Phong Thổ chúng tôi cũng trưng tập
các cụ ông, cụ bà, vận động viên tham gia hội khỏe người cao tuổi tỉnh lần thứ 20 năm 2024. Chúng tôi với tinh thần là giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe để sống vui, sống khỏe. Không riêng tham gia về hội khỏe ở tỉnh mà chúng tôi còn tổ chức hội khỏe ở cấp huyện để làm sao tạo cái sân chơi cho các ông, các bà để có cái rèn luyện sức khỏe để sống vui, sống khỏe cho gia đình và xã hội. Hội khỏe lần này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024. Qua đó đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, động viên người cao tuổi trên địa bàn tham gia tập luyện thể dục thể thao, hướng tới mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, hội khỏe tạo điều kiện cho người cao tuổi tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng luyện tập thi đấu đạt kết quả cao. Trong 2 ngày 28 và 29, Hội người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời tạo cái môi trường điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và khẳng định cái phong trào hoạt động thể dục, thể thao của người cao tuổi trong những năm vừa qua. Kết thúc hội khỏe, ban tổ chức trao 27 giải nhất, nhì, ba, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Hội người cao tuổi tỉnh, giải nhì thuộc về Đoàn Hội người cao tuổi thành phố Lai Châu và Đoàn Hội người cao tuổi huyện Than Uyên đoạt giải 3.